vừa ngăn chặn, tuy nhiên tốc độ dường như đang bị thất thế ở đây. Chúng ta sẽ tham gia đánh chạy rất hay. Đúng rồi, anh Duy xin cờ và thả cái nhân vật ở phía dưới. Không đủ sức mạnh, robot của đội Điện Học không đủ sức mạnh để giải quyết. Đúng rồi, phương án sử dụng basic rất là thuận lợi khi đi vào những 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 khi đi vào. Robot của DIY được thiết kế rất là nhỏ gọn, cho nên là họ cũng có thể lách qua được các chuyên gia một người rồi. Ừ. 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 Ừ.